Tức về một hải tặc thuộc thế hệ mới, Mũ Rơm can đảm thách thức Big Mom, một trong những thế lực thống trị từng thế giới hàng chục năm, đã khiến cho cả thế giới phải xôn xao. Bài báo có nội dung như sau. Theo một nguồn tin ở trong cuộc, hiện tại thì Luffy Mũ Rơm đã thu nhận mấy băng hải tặc hung mạnh về dưới trướng của mình, với tổng cộng là 5.000 thuộc hạ, nên gọi hắn là đại thuyền trưởng cũng không ngoa. Không chỉ có Ace, hắn còn là anh em kết nghĩa với Sabo, nhân vật số 2 của lực lượng quân cách mạng. Binh đoàn ác nhân Zerma Double Six, băng hải tặc mặt trời, cùng với băng hải tặc Fire Tank đã tạm thời liên thủ nhờ tài lãnh đạo và nhân cách tuyệt vời của hắn. Bài báo này kết thúc với nhận định như sau. Cuối cùng cũng xuất hiện vị hoàng đế thứ 5 của biển cả. We'll be right back.